mấy con muỗi ở ngoài công viên này có vẻ như ngày hôm nay thì nó khá là cay, bởi vì nó muốn đậu nhưng mà nó không có đậu được, do là mình có đem theo cái máy đuổi muỗi siêu âm. Không biết nó có hiệu quả thật hay không, nhưng mà nãy giờ thì mấy con muỗi nó cứ bay lòng vòng không à, nó không có đậu vào và nó không có chích, nó không có cắn. Có thể là sản phẩm hoạt động, hoặc cũng có thể là không, hên xui. Nói chung là nó cứ bay lòng vòng lèo vèo như vậy nè. Đó, có những cái bóng con muỗi á, nó cứ bay lòng vòng. Ngoài công viên giờ này khá là vắng luôn, rất là vắng. Có lẽ là ngày hôm nay thì người ta sẽ đi chơi ở những cái tụ điểm khác một ngày, để ngày mai người ta trở lại đi học với lại đi làm. Ngoài công viên này được trang bị khá là nhiều những cái băng ghế đá, mình có thể ngồi ở bất kỳ nơi đâu mà mình muốn. Và bởi vì do là cái diện tích của công viên nó rộng hơn rất là nhiều so với mật độ người đi ra ngoài công viên á, nên có thể nói là ở ngoài công viên này đi rất là thoáng luôn. Có những cái trò chơi dành cho con nít, đó là những cái con robot mà nó chạy trên đường ray á. Nhớ hồi xưa năm 2002, 2003 gì á đó, thì có cái khu vui chơi hồi đó có nhà banh á, nhà phao, có tổ hợp nhà banh nè, nhà phao, rồi đạp xích lô mini, với lại chạy những chiếc xe mà xe điện mà sạc bình á đó. Hồi xưa thì có hình xe mô tô này kia nữa, nói chung là rất là nhiều loại xe, có xe hơi nữa. Thì có cái tổ hợp đó ở ngoài công viên, ở ngoài cái chỗ mà vui chơi dành cho con nít á. Lâu lâu thì được mẹ dẫn ra ngoài đó chơi. Mình rất là thích đạp xích lô đó. Đạp xích lô, mặc dù chiếc xích lô nhỏ xíu à, nhưng mà nó thiết kế cũng y chang như chiếc xích lô thiệt vậy. Chỉ có điều là bởi vì chiếc xích lô nó quá nhỏ đi nên là không có lực để đạp, rất là khó để đạp, và chiếc xích lô nó rất là khó chạy. Với lại phần đây, ở phía trước đây đó là nhà banh. Nhà banh tức là một cái nhà mà nó xây theo dạng mà cái hình lồng á. Rồi có hàng trăm hàng ngàn quả banh nhỏ 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 nhỏ. Cái banh chắc nó bự, chắc cũng bằng một trái cam rưỡi gì à. Đó thì chui vô trong đó chơi. Ngày xưa thì con nít nó rất là thích chơi nhà banh nha. Bởi vì thời đó thì đâu có điện thoại đâu, cũng như là nếu như mà muốn chơi điện tử đi thì phải tốn tiền đó. Với lại phần hồi đó thì trò chơi game điện tử nó chưa có thịnh hành cho lắm, nên là chỉ có những cái môn thể thao dành cho con nít chơi như thế này, như là cái nhà banh này thôi. Thì chui vô nhà banh thì cũng không có gì chơi, chỉ là vô trong rồi cầm những cái trái banh nó chọi qua chọi lại rồi lặn hụp ở dưới cái đống banh thôi. Nhưng mà nhớ lại ngày xưa thì rất là vui. Rồi bây giờ lớn hả, nên là khi mà nhìn những đứa con nít này kia, ít đứa nào nó chơi những cái khu nhà banh như thế này nè, với lại những cái nơi trò chơi dành cho con nít như vậy nè, hầu như là chỉ tích hợp ở trong công viên thôi thì mới có người chơi. Chứ còn thí dụ như là ở trong những cái mà bãi đất trống á, nếu mà xây dựng những cái này ra thì chẳng có đứa con nít nào nó vô nó chơi, mà cũng chẳng có phụ huynh nào mà chở nó ra nó chơi cả. Đó nên là hầu như là ngày xưa thì những cái nơi chơi vui chơi như thế này nè, tức là những cái món những cái trò chơi như thế này được đặt ở những cái khu đất trống á. Đặt ở những khu đất trống bao gồm mà có nhà phao nè, hay còn gọi là nhà hơi á, cái lâu đài mà nó bơm hơi lên á đó. Đó với lại nhà banh, rồi thêm tàu điện nữa. Tàu điện là tàu nó chạy ở trên đường ray á. Đó, ngày xưa thì chơi rất là đông, phải xếp hàng chờ đợi này kia. Bao nhiêu tiền á, làm như chơi được 5 phút hay 10 phút gì á. Còn bây giờ thì không, vắng hoe, chẳng có ai chơi nữa.
mặc dù là giống như có nhà banh nè, đó có nhà banh rồi có xe lửa này kia, những cái xe lửa này giống như là nó để trống luôn rồi, xe lửa này hầu như là nó không hoạt động nữa, có thể là lâu quá không có ai chơi rồi, cái những cái vật tư nó xuống cấp, cơ sở hạ tầng này kia nó xuống cấp, rồi mấy cái đồ chơi này kia nó cũng hư, nó cũng reset hết rồi đó, người ta chích đóng nó đóng đó. Mặc dù ở ngoài đây là công viên lúc nào cũng có người, ở ngoài công viên này á chủ yếu á thì mấy đứa mà nó đạp xe mini á, nó đạp xe xích lô mini á, với lại nó mướn xe đạp mini á, nó chạy thì nhiều hơn đó. Thế tụi nó chơi ở phía đằng kia không đó, tụi nó chạy xe đó thì nhiều hơn là so với những cái trò chơi như thế này. Và mình nghĩ là bởi vì nãy giờ ngồi cũng không, ở phía đằng kia thì có xe lửa, xe điện độ, có xe lửa chạy trên đường ray á, mà chẳng thấy đứa nào chơi cả. Mà ví dụ đi mà có người chơi đi thì cũng chỉ có một hai đứa à, đó chỉ có một hai đứa nó leo lên thôi, và chiếc xe lửa nó vẫn còn trống khá là nhiều, bởi vì chiếc xe lửa thì sức chứa của nó giống như nó có nhiều toa đó, thì có thể là chứa được năm bảy đứa, chục đứa gì á, mà chỉ có một hai đứa chơi thôi à. Nên bởi vậy xã hội hiện đại thì, nhưng mà kéo theo đó thì những cái trò chơi giống như ngày xưa giống như là nó mai một vậy đó. Một thời gian nữa khi mà giống như nhắc về những cái trò chơi như thế này chắc chắn còn ai biết nó là cái gì, bởi vì con nít bây giờ thì nó chơi iPhone, iPad không à, với lại nó chơi game đó, nó chơi game rất là nhiều luôn. Còn thời xưa, thời hồi đó khoảng năm 2000, 2000 đến mấy thì làm quá gì có game mà chơi, cũng có đó nhưng mà chơi rất là mắc tiền, cũng không có tiền để chơi nữa, nên là thường mấy đứa con nít thì nó chơi những cái trò chơi này hơn đó. Ngồi ở ngoài công viên thì suy nghĩ về nhân sinh, vũ trụ, chiêm nghiệm ra thật là nhiều điều. Đôi lúc thì con người ta chỉ cần một khoảng lặng thôi, cũng chẳng cần phải đi với ai, cũng chẳng cần nói chuyện với ai, chỉ đơn giản là ngồi một mình một chỗ ở một nơi vắng vẻ thanh tịnh, và mình có thể suy nghĩ được về nhiều thứ, về cuộc đời mình, về quá khứ cũng như là tương lai. Nói chung là ai muốn nghĩ gì nghĩ cũng chẳng sao, tùy họ thôi. Ngày hôm nay thì trời có trăng, ngày hôm nay rất là tròn, bởi vì cũng gần rằm rồi. Bữa nay là 12, ủa bữa nay là 13 thì phải, ngày mai 14, 15 là ngày rằm rồi, nên ngày hôm nay thì có trăng tròn nè. Đây là xung quanh công viên, ở xung quanh công viên thì cũng toàn là cây cối không à. Công viên này được đặc biệt một cái là có rất là nhiều cây, với lại có những cái tiểu cảnh cũng rất là đẹp nữa, có con hươu con nai này kia. Và công viên này được trang trí theo chủ đề, giống như là Noel thì sẽ trang trí theo Noel, còn Tết thì trang trí theo Tết. Ngày thường thì vẫn được thắp sáng bằng những cái đèn led. Nói chung là nếu như mà có con, có cháu, có anh chị em hoặc người yêu, bạn trai, bạn gái gì dẫn ra đây chơi, ngồi hóng gió, nói chuyện tâm tình cũng rất là vui.